Của đơn vị Đảng ủy xã Liêm Vương. Thank you.
6, Đông Thành. Thành viên thứ 7, Hồng Nhung. Thành viên thứ 8, Mai Nhung. Và thành viên thứ 9 là tôi, Đinh Trang, đội trưởng. Đội thi xã Hiệp Phương xin được gửi tới hội thi lời chào đoàn kết thành công. Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì.